Xin chào cả mọi người nhé. Chào mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách để chúng ta có thể là thay được những cái bóng đèn nét này, sửa những cái bóng đèn nét này ở nhà chúng ta mà chúng ta không cần một bất cứ một cái gọi là khò hàn nào nhé mọi người nhé. Ví dụ như trong cái trường hợp này của mình là ví dụ như cái thanh nét này của mình nhé, nó cũng như cái bóng đèn nét này thì nó cũng tương tự nó là như nhau nhé mọi người nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chúng ta sửa cái thanh này. Đó đầu tiên thì các bạn cần phải có một cái đồ test nguội trước à, ví dụ như là cái quả pin này của mình mình sẽ test cho các bạn xem nhé ở cái trong trường hợp này của mình là bốn cái đèn led này nó sẽ nối tiếp nhé mọi người nhé đây mình sẽ thử này đó mọi người thấy là cái cái bóng đầu tiên của mình là nó nó đang có vấn đề không cái bóng đầu tiên này nó đang đang bị này đó và mình sẽ đã hướng dẫn cho các bạn là chúng ta sẽ lấy cái bóng nét từ bên này sang bên này để chúng ta thay nhé mọi người nhé và tương tự ở cái bóng này nó cũng như vậy nhé mọi người nhé rồi thì ở đây thì nếu mà các bạn dùng cái mỏ hàn này của mình thì khi mà chúng ta bậy cái chân nét này ra cái bóng nét này nó rất chi là dễ hỏng nhé mọi người nhé và chúng ta sẽ làm hỏng cái bóng nét và chúng ta sẽ không thay được và nếu mà có bộ khò, bộ kho gió thì chúng ta cũng có thể là dùng kho gió được nhé mọi người nhé ở trong cái trường hợp này thì mình không có thì mình uh, sẽ lúc đầu mình sẽ bơm mỡ ở đây nhá mình sẽ bơm mỡ vào những cái bóng nét mình cần thay này đó và cái bóng này nhé mọi người nhé rồi ok và chúng ta sẽ dùng một cái bật lửa kho à, các bạn để ý nhé chúng ta cần phải dùng bật bật lửa kho và một cái banh như này như này của mình đó chúng ta sẽ kho ở dưới bên này bên dưới nhé Rồi, đây mình đã bỏ ra được cái bóng nét này. Đây các bạn các bạn kho thoải mái nhé bởi vì chúng ta sẽ không sợ đâu cái mạch này nó cũng rất chi là bền. Rồi, tiếp theo các bạn sang bên này chúng ta cần lấy một cái bóng nét để chúng ta thay vào nhé. Nếu mà các bạn không có bóng thì các bạn chỉ cần nối tiếp hai cái điểm này vào là ok. Còn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là chúng ta sẽ thay cái bóng này nhé. nó bị bật mất rồi à, thực ra là cái này mình không dính đây nó rất chi là khó nhé mình sẽ lấy một cái bóng ở bên này nhé mọi người nhé mình sẽ lấy ở cái bóng bên cạnh này cái kẹp này thì mình nó lấy nó sẽ dễ hơn đây mình bôi mỡ vào cái con cuối này vậy bởi vì mình kẹp ở trên cái kẹp này thì nó đỡ bị rơi nhé mọi người nhé Đây, thì các bạn để ý cho mình nhé Ví dụ như các bạn có những cái bóng nét như này Đây mình sẽ cho các bạn xem cái bóng này luôn Thì để làm thế nào để chúng ta có thể là phân biệt cái cực âm và cực dương của cái bóng nét này Thì mọi người để ý cho mình ở cái chỗ này nhé Đây mình sẽ lật con bóng nét này lên Đó, các bạn có thể là nhìn thấy là cái bên chân to nó sẽ là cực âm Còn bên chân nhỏ thì nó sẽ là cực dương nhé mọi người nhé đây, không biết là mọi người nhìn qua camera mọi người có rõ không? Và trên cái thanh nét này cũng như vậy. Cái trên cái thanh nét này các bạn cũng xác định như vậy nhé, mọi người nhé. Chân nào to thì chúng ta hàn con nét vào chân to còn chân nhỏ thì chúng ta sẽ hàn vào chân nhỏ nhé và tiếp theo chúng ta cũng hơ nóng nó lên để chúng ta dính con nét này lại nhé Rồi, OK. Sau khi mình đã hàn lại như này, bây giờ mình sẽ thử cho mọi người xem nhé. À, mình sẽ lấy cái quả bi này, mình thử luôn. Bốn à, cái bóng đầu tiên luôn này. Đó, mọi người có thể nhìn thấy là cái bóng đầu tiên của mình nó đã sáng rồi nhé. Đây cái bóng đầu tiên này đã sáng lại như bình thường với mọi người nhé và chúng ta có những cái bóng nét mà hàng xịn ví dụ như của dạng đông thì chúng ta lên uh, dỡ ra theo cái cách của mình chúng ta sẽ dùng một cái chiếc bật lửa khò để chúng ta khò chúng ta giữ lại những cái bóng nét này uh, những cái bóng nét này dùng nó rất chi là bền nhé mọi người nhé nó không như những cái bóng uh, bây giờ là trôi nổi không rõ nguồn gốc để chúng ta có thể là thay vào những cái bóng như này nhé mọi người nhé rồi ok thì hôm nay mình đã hướng dẫn cho mọi người là cách để chúng ta có thể là phân biệt được những cái cực âm cực dương ở bóng nét như thế này đó thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và hữu ích thì cho mình một like đăng ký nhé và chia sẻ video giúp mình còn bên mình sẽ gặp lại video ở đây hẹn gặp lại mọi người trong những cái video chia sẻ tiếp theo nhé